Ronaldo trổ tài nhảy múa vào trái bóng. Tại ICC Cup 2019, người hâm mộ được chứng kiến trận derby Italy giữa Juventus và Inter Milan. Ngoài cú sút phạt đẹp mắt, siêu sao người Bồ Đào Nha còn khiến khán giả tại sân vận động Nam Kinh trầm trồ với những màn biểu diễn kỹ thuật như khi còn là chàng trai trẻ khoác áo Man United. Bị hai cầu thủ Inter vây ráp, Ronaldo đã thực hiện nhiều pha đảo chân rồi có một pha truyền không cần nhìn, điệu nghệ khiến Brozovic ngỡ ngàng. CR7 nhận rất nhiều tràng pháo tay từ khắp khán đài dù đây chỉ là một đường truyền về phía sân nhà. Và mọi người đừng quên đăng ký hội viên của Mr. Zero, được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn được hưởng những ưu đãi mà chị hội viên mới có. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Người ta vẫn nhắc về Lionel Messi với tư cách là cầu thủ rê bóng xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tuy nhiên không chỉ có tiền đạo người Argentina, Cristiano Ronaldo cũng sở hữu cho riêng mình một bộ sưu tập những pha đi bóng đỉnh cao. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những khoảnh khắc mà siêu sao này nhảy múa cùng với trái bóng nhé. Là một cầu thủ có kỹ năng rê bóng cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên Cristiano Ronaldo rất thuần thục với các động tác giả, những pha xoay người hay lắc hông cực kỳ dẻo của siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt của trận đấu. Những động tác giả tuy là loại kỹ thuật đơn giản nhưng độ hiệu quả của nó mang lại chưa bao giờ thấp. Đặc biệt là với CR7, những tình huống này hoàn toàn có thể là chìa khóa mở ra cơ hội loại bỏ hậu vệ đối phương. Nếu như Ronaldo béo đã khiến cả thế giới ngây ngất với những cú đảo chân huyền thoại của mình, thì sang đến thế kỷ 21 lại có Ronaldo khác biến kỹ thuật này trở nên phổ biến hơn nữa. Cristiano Ronaldo thực hiện các động tác đảo chân với nhiều biến thể khác nhau, chủ yếu vượt qua hậu vệ đối phương bằng cách tăng tốc về một hướng sau khi đã khiến đối thủ do dự. Cho đến nay đã không biết bao nhiêu hậu vệ đã bị đánh bại bởi vũ khí lợi hại này của cầu thủ sinh năm 1985. Ngoài những pha đảo chân cực dẻo, Ronaldo cũng là bậc thầy trong việc sử dụng kỹ thuật Elastico. Với kỹ thuật này, CR7 đã từng có những tình huống qua người vô cùng đẹp mắt khi trực tiếp xỏ háng đối thủ chỉ trong một tích tắc bị mất tập trung. Hậu vệ đối phương sẽ không thể nào phản ứng kịp với tốc độ của kỹ thuật này. Đặc biệt, ở kỹ thuật này, CR7 đã sáng tạo ra kỹ năng riêng của bản thân khi dùng má ngoài giả về bóng sang một bên, rồi bất ngờ ngoặt bóng về bên đối diện. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Trong pha bóng này, chúng ta đều đã được chứng kiến cả sự kỹ thuật khéo léo cũng như khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt của Ronaldo. Dù suýt bị đốn ngã sau pha va chạm với đối phương, CR7 nhanh chóng lấy lại trọng tâm trước khi thực hiện một cú đánh gót vô cùng điều nghệ. Pha xử lý đỉnh cao này đưa bóng qua hai chân cầu thủ Malaga, khiến anh chàng này trở thành một gã hề trên sân. Ở thời kỳ thi đấu cho Manchester United,
Ronaldo thực sự đã trở thành cơn ác mộng ở đường biên. Với vai trò là một cầu thủ chạy cánh thuần túy, CR7 luôn có những tình huống khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng việc phô diễn kỹ thuật cá nhân của mình. Đối mặt với ba hậu vệ bên phía Porto, siêu sao người Bồ cực kỳ tự tin khi dừng bóng lại thực hiện một loạt động tác đảo chân. Rốt cuộc các cầu thủ này chỉ có thể giành lại bóng bằng cách phạm lỗi với Ronaldo. Khác với đại kình địch Lionel Messi, những pha qua người của Ronaldo thường mang phong cách đơn giản hơn nhiều. Cựu ngôi sao Real Madrid thường sử dụng tốc độ cũng như sức rướn tuyệt vời của mình để có thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ. Trong một tình huống đối mặt với Mascherano ở biên phải, CR7 đã rất thông minh khi đẩy quả bóng đi trước rồi dùng tốc độ của mình vượt qua cầu thủ của Barcelona một cách dễ dàng. Chuyển sang Serie A thi đấu khi đã bước qua tuổi băm và dần tiến hóa trở thành một sát thủ vòng cấm, Ronaldo vẫn có nhiều tình huống chiêu đãi người hâm mộ bằng kỹ thuật thượng thừa của mình. Trước hàng phòng ngự dày đặc của các cầu thủ Inter Milan, CR7 đã thể hiện một loạt các động tác kỹ thuật vô cùng hút mắt, từ giả vờ sút cho đến fake Rabona, và kết thúc là một đường chuyền theo kiểu Ronaldo chop. Siêu sao người Bồ thực sự đã làm cho mọi cầu thủ đối phương phải chao đảo trước mũi giày của mình. Pha đi bóng đỉnh cao này có thể coi là dấu ấn duy nhất của Ronaldo trong kỳ World Cup 2014 cực kỳ thất vọng. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã có 3 cú ngoặt bóng vô cùng điều nghệ để loại bỏ sự truy cản của hàng loạt cầu thủ đối phương. Các cầu thủ đội tuyển Mỹ trong pha bóng này gần như đã mất phương hướng và hoàn toàn bất lực trước khả năng rê dắt đại tài của CR7. Có lẽ sẽ rất nhiều cổ động viên Real Madrid nhớ Ronaldo và những màn trình diễn của anh khi xem xong pha bóng này. Khởi đầu bằng một cú tâng bóng qua đầu đối thủ rất điều nghệ và không thua kém gì các cầu thủ Nam Mỹ, CR7 tiếp tục hành hạ hàng phòng ngự đội bạn bằng một pha qua người cũng khéo léo không kém. Có thể nói, Ronaldo thực sự là đang nhảy múa với trái bóng. Để có được những pha đi bóng mãn nhãn như vừa rồi, CR7 đã phải trải qua quãng thời gian tập luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Và nếu thấy hay và hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.